hướng dẫn cách mà mổ sầu riêng nhanh nhất. Đây thì bạn gì sẽ khui sầu riêng thì bạn có thể bán, một là bạn có thể cân ký bán cho mọi người, hai là bạn có thể mình mua cơm á, mình khui cơm thì bạn sẽ cân ký cơm tính cho mọi người nha. Thì chế sầu riêng nó như thế này ha, mình mua về là mình hướng dẫn các bạn bỏ sầu riêng nhanh dễ nhất, mà mình chỉ cần cắt cái ở dưới đây, cắt cái tính nó thôi, cái này cắt nó nhẹ, nó rất là nhẹ. Đúng rồi, sẽ có một cái khía, những cái khía như thế này nè. Gì hả? Nè, một khía, hai khía, ba khía, bốn khía, năm khía. Cái đó là có khía sẵn hả? Đúng rồi, cái khía này của chế sầu riêng. À. Rồi mình chỉ cần lần theo cái khía này mình bổ ra thôi. À. Ở đây thì bạn Nguyễn Dị chuyên bán mấy cái loại chế mặt hàng trái cây lúc trời mùa về á. Thì cái video lần trước thì mình có bay bạn bên làm cổng cưới với bên chụp hình cưới, bên chụp mang quả với cái cưới á mọi người. Nó sẽ có một cái sâu mâm quả nữa. Ờ, bữa nay thì bạn gì có thêm nghề tay trái là bán sầu riêng nha. Bán sầu riêng. Đó, mọi người mà có đi ngang chỗ gần chỗ trường trung học cơ sở Hòa Khánh, tiểu học B Hòa Khánh, chỗ đầu đụng cái kia vô đó, thì có thể ghé chỗ cửa hàng bạn bán sầu riêng cũng khá là ngon nha. Đây là ghi sáo không gì? Ừ, sầu riêng này, sầu riêng ghi sáo. Này bạn sẽ hướng dẫn mình nha. Cái này khui nè. Mình thấy cái khui có biết gì không? Có cái đầu khui á, cái đầu khui. Khui. Hả? Người ta sẽ có một cái đầu khui đúng không? Đúng rồi, đầu khui này gọc xuống á. Gọc xuống cái tẹt cái là xong rồi. Đó, mọi người có thể muốn mua sầu riêng có thể comment bên dưới video hoặc liên hệ trực tiếp số điện thoại 0358444423. Đó, cái này hình như chưa chín. Chưa chín hả? Chưa chín không? Vậy đó với cái kia. Thử luôn hả? Chưa chín. Nó mới chưa bướm à. Đem con vàng vô đi. Thế là chính chưa gõ thử coi, tôi thấy người ta gõ thử mà không? Tôi thấy người ta gõ vậy mà. Ừ, không phải gõ chứ. Chưa có kinh nghiệm. Chưa có kinh nghiệm sầu riêng hả? Không có, chưa có kinh nghiệm có sầu riêng chín. Nhiều mà. Đây bạn gì, một là bán cân trái trực tiếp bán cho mọi người, hai là có thể bán bạn nghe khui cơm ra cơm sầu riêng ra. Có khía này nha. Mình chưa có chuyên nghiệp lắm á. Đó. Chưa có chuyên nghiệp lắm. Có cái bao tay gì hồi bóc uống sầu riêng cái gì không? Có. Không, không có cái đầu khui sầu riêng hả? Đầu khui sầu riêng chị hai tôi bán ngoài chợ ba mua trăm mấy. Thôi khui gì cũng được mà. Nè, rồi xong rồi. Wow, đã vậy. Bao vàng kè luôn mọi người ơi. Tính đồ mình là tính đồ của sầu riêng luôn á. Không á. Cho ra trước đi hỏi cô tiếp. Hey, tính đồ của sầu riêng sẽ rất thích ăn sầu riêng. Ê, không lấy cái hộp chế cho đi, hỏi cô nữa. Có. Để mình lấy cái bao tài. Lấy cái bao tài đi. Ôi trời ơi. Đây sau khi mình khui xong thì bạn Sì sẽ bóc ra hộp vậy nè để cân bán cho khách á. Khách yêu cầu khui hộp thì mình sẽ bóc hộp. Rất là ngon nha mọi người. Đó, nhìn cơm bày ươm mà nhìn đã ghê luôn, muối nào muối nấy u nù. U nù nè. Đó, mình có nhỏ bạn ngoài Quảng Ngãi á. Ngoài Đắk Lắk á. Giọng nói mấy bạn mình nói sầu riêng á giống như là muối như là con lợn vậy đó. U nù u nà. U nù nè. Đây cái hộp sầu riêng đã không, cái nhà mình có mua sầu riêng ủng hộ thì có thể comment bên dưới video nha. Và ở đây khu vực Hòa Khánh cái bè Tiền Giang mình đây. Đó, không? Đây. Đây nguyên một hộp sầu riêng vàng ươm đó, cái nhà mình có mua sầu riêng ủng hộ thì có thể liên hệ đặt rồi. Đây thì cái trái này thì mọi người thấy cái sầu riêng bên ngoài mình nhìn thấy nó bị úng hơi cái sâu cái vỏ không? Vỏ nó hơi xấu. Nó sâu nhưng mà mình là hồi mình khui ra mình thử cái chất lượng của sầu riêng này như thế nào nha. Cái trái nó thì xấu. Cái ruột nó không sao. Đó, thì trong cái ruột đó thì sẽ như thế nào mình sẽ cứ đợi một tiếng nữa mình sẽ khui ra thử. Mùa này sầu riêng miền Tây mình rất là sầu riêng quá. Nó có đợt sầu riêng.
mốt kêu có điều kiện ta sắm cái cây, ta bán sầu riêng, ta sắp cái cây. Wow, đã quá vậy. Còn cái muối đó nó bị sâu chứ. Không, cái này thì nó bị giống như cái hộp lép á. Mình thấy cái vỏ nó bị hư nhưng mà trong nó đâu có gì đâu. Mấy trái này ăn ngon lắm luôn á. Rồi, làm béo. Cái này là ghi sáo thì mỗi người sẽ có một loại sở thích riêng. Riêng mình thì rất là thích ăn sầu riêng ghi sáo nha. Sầu riêng ghi sáo thì cơm vàng, hạt lép. Còn có người thì lại thích ăn mỏng thon, cơm nó nhẹ nhẹ, đục đục như sữa vậy đó. Chùm bò nữa. Chùm bò nữa. Rồi có người thì thích ăn sầu riêng khổ qua. Nói chung là sầu riêng dưới quê mình rất là nhiều loại. Thì từ ghi sáo nè, mỏng thon, khổ qua, chùm bò, thủy gì nữa. Đó, thì đây là sầu riêng ghi sáo của nhà bạn Nguyễn Dị nha. Thì mọi người mà có nhu cầu mua sầu riêng thì nhớ là liên hệ nha. Chỗ đầu lộ cái thia vô 100m nha. Ở số điện thoại của bạn Nguyễn Dị là 0354844423. Ở chỗ của mình đầu rồi. Mình có giao luôn không? Ví dụ em mua mình có giao không? Hả chứ. Ship luôn không? Đó. Nó bị sượng cho đó hả? Sao? Cái đó nó bị đen đen, đó là bị hư cho nó nhẹ thôi. Nhưng mà nhẹ hơn. Không khó, tại vì nó cái hộp nó lòi ra. Thôi khỏi mắt đi, để vô hộp luôn đi. Quá trời. Ôi trời ơi. Đây, quay người luôn. Tính đồ của sầu riêng vô thấy khui sầu riêng là thèm. Trời ơi, tôi là tín đồ sầu riêng không gì. Hai cái hộp này chắc không đủ quá, nhiều muối quá mà. Mấy hộp nữa. Về nơi khách mua sầu riêng kìa. Nhiều ký. 55.000. Chị mua sầu riêng nó cũng ngon đó, chị làm chè bán hả? Mà chị mua loại đó cũng ngon mà. Ê, để cái hộp này lên trên đi chị. Trái rồi mình phui ra. Nếu khách yêu cầu mua sao thì mình bán vậy. Mua trái, ấy trời ơi trời. Mua trái. Mình mang học. Mua trái. Mua trái bán trái, mua ký bán ký. Hộp sầu riêng hương vị của sẵn nè mọi người, khá là hấp dẫn ha. Ai có mua thì liên hệ nha. Giờ khui tiếp hả? Dạ, mất tiêu rồi.
Ê, người ta múa gì kìa? Có khách mua kìa. Ăn thử đây. Đây, bạn Nguyễn Dị bạn mời mình ăn, mà thôi để cho bạn bán đi. Thôi, để bán đi, quay được rồi. Bán 1 phút đi. Thôi, thôi. Ăn thử đi, giống không. Như dùm luôn. Thôi, thôi. Nè. Thôi, ăn đi. Chơi kỳ quá. Thôi, được rồi, để đi. Rồi, nhìn hộp sầu riêng đã ghê, mọi người. Đó đã luôn. Cái hộp sầu đây sau khi mình phui ra như vậy đó, thì mình sẽ dựa cái sườn keo này nè để mình dán lại, mình đóng gói lại cho đừng có bụi bặm nữa, mình trưng bày cho khách người ta đi ngang thấy bắt mắt thì người ta mua. Bây giờ mình gì cũng sử dụng keo mỏng vậy đó, đây là cái miếng bọc bặm. Chữ MT là hình tiêu, rồi chữ TT là cái chỗ thật tế.